Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC 14. Tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Hà Nội hôm nay ngày 4 tháng 6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, nhiều hạng mục hiện nay vẫn chưa hoàn thiện. Dự án gồm hai hạng mục lớn, xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thủ đô, có nhiệm vụ tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập cho khoảng 6.300 ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh thuộc các quận, huyện Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, chủ đầu tư cho biết nguyên nhân kênh dẫn nước chưa xong là do chưa giải phóng xong mặt bằng tại một số vị trí. Do đó nước lũ chảy từ sông Nhuệ ra trạm bơm bị thu hẹp dòng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Hiện thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở ngành liên quan báo cáo và có giải pháp thi công hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Những ngày vừa qua, Hà Nội thời tiết có mưa thường xuyên với lượng mưa lớn dẫn đến đường vào bãi rác Nam Sơn bị lầy, gây khó khăn cho việc vận chuyển rác. Hôm nay ngày 4 tháng 6 đã xuất hiện tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại một số tuyến phố vẫn chưa được vận chuyển đi. Nếu tình trạng này kéo dài, lượng rác không được xử lý nhanh sẽ gây ra ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực chứa rác, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên VTC 14. Sau 2 năm chiến đấu với dịch bệnh, có thể nói tới thời điểm hiện tại, Việt Nam hiện đã và đang đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Dù vậy, đến thời điểm này, tại nhiều quốc gia vẫn ghi nhận những biến chủng mới. Với mục tiêu nhìn lại, tổng kết toàn bộ chặng đường chống dịch đã qua, đồng thời rút ra được những kinh nghiệm trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cũng như hậu COVID-19 trong tình hình mới. Sáng nay ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị khoa học lần thứ nhất chuyên đề khám và điều trị COVID-19. Cụ thể, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, đặc biệt khi bước vào làn sóng dịch thứ tư xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, hệ thống y tế rơi vào trạng thái quá tải với hơn 30.000 ca tử vong. Nhưng khi làn sóng dịch với biến chủng Omicron tràn qua Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác với số lượng ca nhiễm vô cùng lớn, nhưng hệ thống y tế chống chọi và đáp ứng được. Hệ thống y tế điều trị đã nắm bắt cơ bản phương pháp điều trị COVID-19, hoàn toàn chủ động để tiếp quản những bệnh nhân COVID-19 trong tất cả các lĩnh vực, từ nội khoa đến ngoại khoa, nhi khoa. Như tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cơ sở y tế được Sở Y tế Hà Nội giao nhiệm vụ đã điều trị cho gần 5.000 trường hợp, trong đó có trên 50% là ca bệnh nặng và nguy kịch. Nhiều bệnh nhân đã được cứu sống ngoạn mục. Theo các chuyên gia, mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhiều cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng đã đóng cửa, số bệnh nhân nặng và nguy kịch rất ít. Tuy nhiên, vẫn chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu hay bệnh truyền nhiễm thông thường, bởi COVID-19 có đặc điểm rất nguy hiểm và nhiều biến chủng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại đây mới điều trị cho hai bệnh nhân sốt rét ác tính là người nhập cảnh từ châu Phi. Đây là những trường hợp đầu tiên sau gần 2 năm không ghi nhận bệnh nhân sốt rét ác tính. Liên quan đến vụ việc tài xế xe Audi tông chết 3 người tại thành phố Bắc Giang, sáng nay ngày 4 tháng 6, tài xế lái xe Audi Nguyễn Đức Thịnh, chú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, thừa nhận đã quá chén với bạn bè trong buổi tiệc chia tay dẫn đến tai nạn giao thông gây chết 3 người vào đêm 2 tháng 6. Cũng trong chiều qua ngày 3 tháng 6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cần xử lý nghiêm như án điểm. Thưa quý vị, vào chiều nay ngày 4 tháng 6, Thượng tá Vũ Văn Tường, trưởng Công an thành phố Bắc Giang thông tin, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh, 35 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, để làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 5.400 viên ma túy tổng hợp. Cụ thể, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 tại đường Lê Thế Hiếu thuộc khu phố 7, phường 1, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đông Hà đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Viết Dũng, 35 tuổi, ở tại khu phố 7, phường 1, thành phố Đông Hà,
có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ trong người và phương tiện của đối tượng Hoàng Viết Dũng 27 túi ni lông màu xanh chứa tổng cộng 5.400 viên nén, 2 điện thoại di động và số tiền 1.440.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Quá trình điều tra, đối tượng Hoàng Viết Dũng khai nhận các viên nén trên là ma túy tổng hợp hồng phiến. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đông Hà tiếp tục điều tra làm rõ. Một tàu cá đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam thì bị lực lượng vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện bắt giữ. Ngày 4 tháng 6, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa có văn bản yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải các địa phương tổ chức tháng cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Thưa quý vị, hôm qua ngày 3 tháng 6, theo giờ địa phương, một vụ rò rỉ khí ga đã xảy ra tại một phòng thí nghiệm dược phẩm ở bang Andhra Pradesh, miền đông nam Ấn Độ, khiến ít nhất 150 người, chủ yếu là các công nhân nữ, bị ngộ độc khí. Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã trải qua tròn 100 ngày. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng bắn và cảnh báo hơn 15,7 triệu người đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Thì phía Nga cho biết sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!